Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hà Nội sẵn sàng kích hoạt trạm y tế lưu động. Lũ lên nhanh, Bình Định gấp rút triển khai các phương án đảm bảo tính mạng cho người dân. Cần một cơ chế đặc thù để bảo tồn phát huy giá trị dân ca ví dạm Nghệ Tĩnh. Tội phạm ma túy khó lường trong đại dịch. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đến nay các quận huyện ở thủ đô Hà Nội đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng kích hoạt trạm y tế lưu động nhằm ứng phó nhanh nhất với các diễn biến của dịch bệnh. Trạm y tế lưu động này là một trong 14 trạm y tế lưu động được quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thành lập tại các phường trên địa bàn quận với quy mô 150 giường, được trang bị đầy đủ bình oxy phục vụ tại chỗ, cơ sở vật chất đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế. Những trạm y tế lưu động như thế này có thể thu dung và điều trị hơn 100 F0. Quận đã phê duyệt phương án thành lập các trạm y tế lưu động trên địa bàn 14 phường, và tổng số là 21 trạm, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời là rà soát nguồn nhân lực trên địa bàn. Nguồn nhân lực ở đây ngoài những lực lượng y tế địa phương thì còn lực lượng y tế tư nhân và lực lượng y tế đã nghỉ hưu trên địa bàn. Đảm bảo làm sao là mỗi trạm y tế lưu động là đủ 5 người trong một ca và ít nhất là có 2 ca để phục vụ cho trạm y tế lưu động. Bên cạnh việc quản lý, theo dõi, hỗ trợ các trường hợp F1, trạm y tế lưu động còn hỗ trợ công tác xét nghiệm, tiêm chủng và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời thực hiện khám bệnh, sơ cấp cứu các bệnh thông thường khác để bảo đảm người dân trong vùng dịch vẫn được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Chúng tôi cũng cho rằng là cái việc người dân bị nhiễm SARS-CoV-2 với cái thể nhẹ và không triệu chứng thì cũng rất là cần được điều trị ngay tại tuyến y tế cơ sở, và quan trọng là ở tại các trạm y tế lưu động thì người dân được theo dõi những cái chỉ số về sức khỏe và những cái chỉ số SpO2 để mà phát hiện những cái dấu hiệu chuyển tầng, đưa đến những cái cơ sở điều trị phù hợp và giúp cái tình trạng giảm cái tỷ lệ bệnh nhân nặng, bệnh nhân nguy kịch. Thì chúng tôi cho rằng là cái trạm y tế cơ sở rất hiệu quả. Trước nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát lây lan trên diện rộng vẫn hiện hữu, việc chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, trong đó triển khai các trạm y tế lưu động để chủ động ứng phó với mọi tình huống là rất cần thiết để mọi người dân được tiếp cận với y tế nhanh chóng và kịp thời. Thưa quý vị, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa hoàn thành kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh ở lứa tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi. Theo Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, toàn tỉnh có gần 63.000 học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi. Quá trình tiêm đã tiến hành tiêm trước cho học sinh lứa tuổi 15 đến 17 tuổi, sau đó giảm dần độ tuổi, ưu tiên tiêm trước cho trẻ đi học. Đối với trẻ đi học sẽ triển khai tiêm tại trường học theo hình thức cuốn chiếu. Trẻ không đi học, vãng lai được tiêm chủng tại bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố. Đến nay, việc tổ chức tiêm vaccine cho các em đã đảm bảo đầy đủ các bước theo kế hoạch và đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả phòng chống dịch COVID-19. COVID-19 đã tác động lớn đến đời sống của người dân. Trong bối cảnh này, nhiều chính sách gói hỗ trợ của chính phủ được triển khai đã hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, thực tế, nhiều nơi người dân vẫn chưa được nhận hỗ trợ. Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM, hiện toàn thành phố còn gần 1,5 triệu người dân gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19 chưa nhận được hỗ trợ đợt 3. Gói hỗ trợ đợt 3 của TP.HCM với hơn 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19, thành phố đã chi hỗ trợ cho hơn 6,2 triệu người trong tổng số hơn 7,9 triệu người có hoàn cảnh khó khăn, đạt 78%. Có gần 16.800 người từ chối nhận hỗ trợ. Hiện còn gần 1,5 triệu người chưa nhận hỗ trợ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các quận huyện lập riêng danh sách người dân chưa nhận hỗ trợ để có hướng giải quyết, và thành phố phấn đấu đến hết năm 2021 sẽ chi trả xong gói hỗ trợ đợt 3. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13 tháng 12 đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 trong 2 tuần. Từ tuần thứ 2 trở đi sẽ thí điểm đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Việc thí điểm cho học sinh đi học trở lại dựa trên nguyên tắc trường trung học phổ thông hoạt động theo cấp độ dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của thành phố Thủ Đức hoặc quận huyện nơi thường trú đóng
ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp trước ở những trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống COVID-19. Các cá nhân tham gia dạy và học trực tiếp không thuộc diện phải cách ly y tế để phòng chống dịch. Riêng học sinh, giáo viên đến từ vùng đỏ phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế. Các cơ sở giáo dục xây dựng và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án phòng chống dịch trước ngày 3 tháng 12. Thứ nhất là về cái phương án xử lý F0, F1 nếu có, khi mà các em học sinh học trực tiếp trở lại thì các nhà trường phải xây dựng cách cụ thể và có tổ chức diễn tập trước khi mà đón các em học sinh đi học trở lại. Và cái mỗi một nhà trường thì phải có cái kịch bản, dự thảo cái kịch bản và có cái phân công cụ thể thực hiện các cái công tác phòng chống dịch hàng ngày của nhà trường. Từ khi cái thời điểm mà chúng đón học sinh đầu giờ buổi sáng vào cho tới là cuối giờ buổi chiều, thì cái nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên và công việc của từng thành viên để thực hiện công tác phòng chống dịch của hội đồng sư phạm như thế nào thì phải có cái dự trù và xây dựng cái kịch bản trước. Sau thời gian thí điểm, ngành giáo dục thành phố sẽ căn cứ kết quả thực tế, phối hợp với Sở Y tế, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Riêng huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạch An, tiểu học Thạch An, trung học cơ sở trung học phổ thông Thạch An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13 tháng 12. Từ tháng 12 năm 2021, một số chính sách mới liên quan đến công chức viên chức, phát hành thẻ ATM, hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi bắt đầu có hiệu lực. Từ ngày 10 tháng 12, công chức viên chức sẽ không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học. Theo quy định mới, nội dung bồi dưỡng công chức viên chức bao gồm lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh, kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước, kiến thức kỹ năng theo yêu cầu công việc. Chính sách 100% thẻ ATM đang hoạt động tại Việt Nam phải là dạng thẻ chip thay thế cho loại thẻ từ trước đây sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, các ngân hàng sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM mà chỉ phát hành dạng thẻ chip. Điều đó có nghĩa là từ ngày 31 tháng 3 năm 2021, người dân đi làm thẻ ATM đã được cấp thẻ chip, còn thẻ từ đã được cấp trước đó và đang sử dụng đến nay thì cần phải đi đổi sang thẻ chip trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Từ ngày 12 tháng 12 năm 2021, chính sách tăng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi cũng có hiệu lực. Theo quyết định, số tiền tối đa của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một khách hàng khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125 triệu đồng, tăng 50 triệu đồng so với quy định cũ. Những trận mưa liên tiếp từ ngày 27 tháng 11 đến nay đã khiến nhiều khu vực ở các tỉnh Nam Trung Bộ bị ngập sâu. Tại cuộc họp khẩn ngày 1 tháng 12, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương và bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, chỉ đạo vận hành hồ chứa để giảm lũ cho hạ du. Tính đến ngày 1 tháng 12, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã sơ tán tại chỗ hơn 6.000 hộ dân. Về thiệt hại đã có 10 người dân thiệt mạng và mất tích, gần 60.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nông nghiệp và các hoạt động kinh tế đang được thống kê. Các tỉnh, thành phố, ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau tiếp tục triển khai theo dõi chặt chẽ, bản tin cảnh báo, dự báo và ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển, sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết rét đậm rét hại, triển khai ứng phó. Mưa lớn kéo dài đã khiến lũ tại tỉnh Bình Định lên nhanh, nhiều địa bàn ngập úng, nhiều khu dân cư bị cô lập. Lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ sơ tán dân đến nơi an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Qua thống kê sơ bộ, khoảng gần 15.000 nhà dân ở huyện Tuy Phước ngập nước từ 0,4 đến 1,2 mét, nặng nhất là các xã Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Nghĩa. Nhiều hộ dân đã phải gấp rút di rời. Cái đêm một hôm đó, lúc 3 giờ sáng dậy thì nó vô nhà. Hai vợ chồng phải di dời hết đồ qua đây, dẫn con qua bên này ở. Nước nó lớn giờ rất là nhanh, hiện bây giờ nước nó vẫn còn lên. Sáng giờ nó lên nhanh lắm mà nó ảnh hưởng bà con ở đây là giờ ngập nhà hết. Đồ đạc ở trong nhà nó trôi, nó ngập hết. Cái cơn lũ này là nó lớn hơn năm 2016. Các ngành chức năng cùng với quân đội, công an cũng đã khẩn trương triển khai sơ tán người dân ra khỏi vùng bị ngập.
giúp dân vận chuyển đồ đạc để tránh thiệt hại. Lương thực thực phẩm cũng được cấp phát đến các bà con ở các vùng trũng thấp và bị cô lập. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo ban chỉ phòng chống thiên tai của các xã thị trấn là khẩn trương di dời các hộ dân mà ngập sâu, đặc biệt là đối với các hộ già trẻ neo đơn khó khăn. Đối với các đoạn đường ngập sâu trong nước, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn là thường xuyên túc trực cảnh báo và làm nhiệm vụ đối ứng cứu. Mưa lớn đã làm đổ nhiều cột điện, khiến huyện Vân Cánh mất điện diện rộng. Trên toàn địa bàn tỉnh Bình Định đã có 3 người chết, 2 người bị thương, 8 nhà dân bị sập và hơn 23.000 nhà bị ngập nước. Dự báo lũ trên sông Côn và sông Hà Thành vẫn còn cao, người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn. Chiều ngày 1 tháng 12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng và Quỹ Khởi nghiệp Xanh trao tặng 20 suất học bổng Dế Mèn cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai đã tài trợ 100 triệu đồng, tương đương với 20 suất học bổng Dế Mèn để hỗ trợ thiết bị học trực tuyến các em học sinh cuối cấp có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mỗi suất bao gồm một máy tính, một SIM 4G đã được kết nối dịch vụ Internet. Học bổng Dế Mèn được đề xướng với mục tiêu hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc đối tượng khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số có ý chí, nỗ lực vượt khó xây dựng quê hương. Đây là một trong những hoạt động thiết thực và thường xuyên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, không chỉ giúp các em học sinh vượt qua khó khăn trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt qua thử thách, đi đến thành công. Trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nghệ Tĩnh, dân ca ví dặm giữ vị trí quan trọng. Sau 7 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, tỉnh Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn phát huy giá trị di sản. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một cơ chế chính sách đặc thù. Gần 10 năm thành lập, câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên đã thu hút gần 40 thành viên đủ mọi lứa tuổi đam mê ca hát tham gia sinh hoạt. Những câu ví dặm sâu lắng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa lao động của người dân Hưng Tân. Tuy nhiên khó khăn về nguồn kinh phí hoạt động nên gần 2 năm nay, câu lạc bộ hầu như không tổ chức các buổi sinh hoạt tập luyện. Trong cái hơi thở cuộc sống đương đại hiện nay, muốn cái mô hình này thực sự phát huy hiệu quả thì theo chúng tôi thiết nghĩ cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa của nhà nước cả cấp, cả về mặt chuyên môn, cả về mặt hỗ trợ về cơ sở vật chất, về kinh phí. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca ví dặm, Nghệ An rất chú trọng đến việc xây dựng, phát triển các câu lạc bộ dân ca ví dặm từ cơ sở. Đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 120 câu lạc bộ, nhưng hầu hết đều có một điểm chung là hoạt động cầm chừng. Nhiều nghệ nhân dân ca không còn mặn mà với niềm đam mê, ý thức trách nhiệm giữ gìn, phát huy loại hình di sản văn hóa phi vật thể này. Từ năm 2020 đến nay, Nghệ An không thành lập mới được câu lạc bộ dân ca ví dặm nào. Nếu chúng ta không có một cái cơ chế chính sách cho những người làm công tác bảo tồn, phát huy di sản, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể, thì dần dần chúng ta sẽ, nó sẽ bị bào mòn đi, nó sẽ mai một đi, nó sẽ không còn nữa bởi vì không có cái lực lượng này để làm. Trong thời kỳ đất nước hội nhập sâu rộng, việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh sẽ đặt ra nhiều khó khăn và thách thức. Chỉ có niềm đam mê, tâm huyết của những nghệ nhân dân ca là chưa đủ, mà cần nhiều hơn nữa những cơ chế chính sách kịp thời để dân ca ví dặm phát huy giá trị vốn có trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động thương mại được hơn một tuần. Tuy nhiên so với những ngày vận hành miễn phí thì lượng khách có phần sụt giảm. Với nguyên nhân nào, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa thu hút được nhiều người sử dụng loại hình phương tiện này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Thống kê trong tuần đầu thực hiện thu phí từ 21 tháng 11 đến 27 tháng 11, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chạy trên 1.400 chuyến, phục vụ hơn 110.000 lượt người, bình quân mỗi ngày khoảng 16.000 khách. Tỷ lệ người sử dụng vé tháng đã tăng từ 10% những ngày đầu lên 20%. Với mức phí sau khi được trợ giá là 15.000 đồng cho chặng dài nhất từ Cát Linh đến bến xe Yên Nghĩa thì không phải là cao, nhưng vẫn chưa thực sự hấp dẫn người sử dụng vì còn nhiều sự bất tiện. Mở thêm các tuyến buýt, các xe buýt đến các địa điểm họ chưa trung chuyển, đến các vị trí tại làm thì thuận tiện cho người đi làm hơn.
và đỡ bất tiện cho người đi làm việc và đảm bảo cái lưu lượng thuận tiện cho thời gian cho công việc của người ta. Theo các chuyên gia, tỷ lệ khách đi vé tháng trong tuần đầu chỉ đạt 20% là thấp. Tuy nhiên, con số này cũng chưa nói lên được điều gì, bởi hiện nay lượng sinh viên, học sinh chưa trở lại trường học, người lao động chưa đi làm thường xuyên. Để thu hút người dân sử dụng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông cần nhiều giải pháp đồng bộ. Tôi nghĩ bây giờ muốn kích thích để người là tạo sự hấp dẫn của người dân cho đi được trên đường tuyến đường sắt đô thị này thì thứ nhất là cái văn hóa phục vụ cần phải nâng lên, đừng để cho người dân người ta muốn đi lắm nhưng mà tôi đi xe máy ra đây thì tôi đi mà cái gì. Và cái nữa là cái làm sao là để cho liên thông được vé, cái vé của xe buýt, vé của đường sắt là phải chung với nhau được. Từ khi chúng ta đã là đến 4G, 5G và cuối cùng đó là làm sao cố gắng suy nghĩ ở những khu vực đông người và nó có nhiều cảnh quan đẹp thì có thể làm tạo ra những khu thương mại và văn hóa, thậm chí bảo tàng. Mặc dù chính quyền thành phố đã chấp thuận đề xuất triển khai thêm nhiều tuyến xe buýt, tuy nhiên để tạo sự kết nối đồng bộ giữa các tuyến, thành phố nên sớm đẩy nhanh và đưa vào vận hành các tuyến đường sắt đô thị khác, bởi vận tải công cộng chỉ phát huy năng lực đích thực khi có sự cộng hưởng của toàn mạng lưới. Bài học sâu sắc là nếu như thành phố không đầu tư kịp thời một cái hệ thống khối lượng lớn lên thành một mạng lưới, thì thành phố cứ mà rút hầu bao ra trợ giá, rút ruột ra trợ giá mà không mang lại hiệu quả. Trợ giá một cách khổng lồ bởi vì cái tuyến đường sắt đô thị nó không phải tuyến buýt, nó chi phí cực lớn, cao cực kỳ luôn so với xe buýt. Trong khi đó nó không mang lại hiệu quả hút hành khách nhiều bởi vì nó có đơn độc có một đoạn. Ta nhìn thấy ngay bài học của tuyến BRT rồi. Nhưng mà thực ra không chạy không được. Tôi nghĩ là khó khăn của chúng ta là bây giờ không có tiền để mà đầu tư đồng bộ toàn bộ nó lên thành một hệ thống. Giống như bài học của Thái Lan ấy. Có nhiều tuyến bị bỏ đúng không? Một tuyến Skyline của họ bỏ đấy. Phải mất nhiều năm mới có thể vận hành tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Vậy để có thể có cả một hệ thống các tuyến metro sẽ là một câu chuyện vô cùng gian khó trong tương lai nếu như chúng ta phải đối mặt với những vướng mắc như trong quá trình thi công tuyến metro này. Hy vọng người dân thay đổi dần nhận thức để tạo động lực cho các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện hơn nữa hạ tầng giao thông. Quá trình mở rộng điều tra chuyên án A721 bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển trái phép 100 bánh heroin. Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai tiếp tục bắt 2 đối tượng, thu giữ 180.000 viên ma túy. 2 đối tượng là Pùa Láo Trăng, 21 tuổi và Pùa A Tỷ, 19 tuổi, cùng chú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tăng vật thu giữ gồm 30 túi ni lông màu đen chứa 180.000 viên ma túy tổng hợp và 1 kg ma túy dạng đá. Số ma túy trên được các đối tượng cất giấu trong 2 bao tải chứa quần áo chăn màn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã bắt xe khách từ Sơn La xuống Hà Nội, sau đó di chuyển lên thành phố Lào Cai để nhận ma túy. Từ đây tiếp tục vận chuyển lên địa bàn huyện Mường Khương với tiền công 20 triệu đồng. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tội phạm ma túy vẫn hoạt động với phương thức, thủ đoạn mới. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phá chuyên án với loại ma túy tổng hợp mới. Đây là thông tin được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa công bố. Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt Trần Huỳnh Vũ khi đối tượng đang vận chuyển giao cho Trịnh Thành Danh ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 40 kg ma túy, trong đó có 4 kg ma túy đá, 13 kg ma túy tổng hợp, đặc biệt có khoảng 1.000 gói ma túy dạng bột, bên ngoài có logo của hãng Mercedes. Đấy, nhập xuất nhập khẩu tiền chất. Đấy, tôi nói là cũng rất nhiều. Đấy, thì cái này thì có lẽ là chúng tôi phối hợp rất tốt, thế nhưng mà về trách nhiệm chính về các cái việc này thuộc Bộ Công Thương, Bộ Y tế, mà có những cái cục như tôi nói, cục quản lý dược, thế rồi các cái cục chuyên ngành đấy, và chúng tôi cũng sẽ là ở đây thì cục C04 là có một cái đơn vị, một phòng phòng theo dõi cái này, và chúng tôi cũng là chịu trách nhiệm kiểm soát về duyệt cái việc nhập khẩu các cái tiền chất này. Đấy, và luôn luôn là chúng tôi sẽ thấy rằng nếu phát hiện ra những cái việc mà nó liên quan đến quy định của quốc tế thì chúng tôi kịp thời trao đổi với các bộ và tham mưu cho chính phủ và trình thủ tướng sẽ ký để bổ sung cái này. Tính đến hết tháng 11 của năm 2021, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phát hiện hơn 25.000 vụ, bắt giữ hơn 37.000 đối tượng, thu giữ 596 kg heroin, 2,6 tấn và 2,4 triệu viên ma túy tổng hợp, gần 1 tấn cần sa, 67 khẩu súng quân dụng, 7 lựu đạn, hàng trăm viên đạn cùng nhiều phương tiện, tài sản liên quan. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.